nói chuyện được với cô. Thôi cháu ạ, cháu cứ đi về đi, cô không nhất trí đâu. Đi về thẳng đi, đi ra đi. Mày đã đi về chỗ nào đi, cô không nhất trí. Đi. Bây giờ anh sợ đi nói chuyện nào? Thôi cứ để người ta còn lên trên đấy ta tìm hiểu xem là như thế nào đã. Xong là lúc đấy ta nhất trí con mày về vào trong nhà đi, còn nó về đi hết mà tao lên trên đấy tao phải dân làm xem là nó là con người tử tế đấy xem như thế nào đã, thì tao nhất trí ra rồi. Anh ấy tử tế thì cháu mới yêu anh không? Tử tế đấy là một mày nói không? Cô bây giờ cô phải tác hợp cho bọn cháu đến với nhau đi, cô lại cứ bảo là không nên cháu với cháu. Còn cháu yêu nhau, bố mẹ cháu biết không thì để cháu bảo bố mẹ xuống nói chuyện với cô. Để anh nói chuyện với cô xem nào. Cô ở nhà không? Ở nhà. Nhà cô ạ? À? Ừ. Gì đấy các cháu? Dạ. Ê, nay cô bảo dẫn xuống cháu cho anh còi xuống đây nói chuyện với cô. Coi việc gì đi vào trong nhà. Cô mới về. Ừ, cô mới về. Mày là thằng nào? Cô mới ngồi xuống sau này cháu nói chuyện với cô. Đến Hoài cũng bảo cô cháu là người yêu của Hoài. Ừ. Cháu ở trên chỗ gần nhà anh nhà chị Sen ấy. Ừ. Nghe vừa rồi Hoài bảo là cô lên bảo lên trên đấy lấy quần áo về. Thì bọn cháu yêu nhau nên là Hoài ở trên là cháu để hai đứa làm ăn. Thế là cháu xin cô là cho Hoài trên nhà cháu cho nên tiện hai đứa làm ăn của. Thôi cô nói như vậy nhá. Bây giờ ấy, Hoài nhà cô thì mới lớn lên, nó còn dại nó chưa có biết cái gì. Nên là cháu thông cảm vậy. Bây giờ là cô thì cô mới về nên là bây giờ là nó thì ở nhà nó nuôi cô. Nên là cháu bảo cháu yêu nó nhưng mà bây giờ nó còn bé cô chưa cho yêu đâu. Thôi cháu không cảm vậy nên là cô không cho yêu đương gì tất cả. Nên là cháu để nó ở nhà nó cần nuôi cô đã. Nó cần lo cho cô. Không quá là nó ký tuổi vậy cô không nhất trí chứ nó đi lấy chồng đâu. Thôi cô bây giờ cháu lớn rồi cháu anh mới yêu nhau hai người thì cô cho bọn cháu đến với nhau đi. Còn bây giờ cháu lớn rồi bây giờ cô cứ suốt ngày giữ cháu ở nhà với cô thì sao được. Lớn gì mà lớn nhưng mà tao nói với mày nha. Bấy bây giờ con gái mày mới lớn tí tuổi đầu mà cô mới về hôm qua mà mày đi mày không bảo cô mày lên đấy mày ăn nằm đấy nó biết đến như thế nào là người tốt hay người xấu như thế nào không biết mà mình đi lên nhà nó thì ngủ qua đây đến giờ này bây giờ mày về xong mà tao bảo mày lên lấy quần áo thì mày lên mày lai xuống đây thì tao không chấp nhận. Với cô trong ngoài trên đằng nhà cháu bọn cháu yêu nhau đàng hoàng nên là bọn cháu bảo nhau làm ăn đi nên là ở trên đấy tiện. Cô về đây thì vẫn về thì cơm nước cho cô nhưng mà cho Hoài trên nhà cháu của không cô không nhất trí đâu cháu không cảm vậy con gái con dưới thì bây giờ ở nhà mà làm mà ăn cùng nuôi cô chứ khi nào mà lớn thì nhất trí rồi đâu cho đi lấy chồng làm hoàng tử tế chứ đằng này con gái con dưới mới một tí tuổi đầu như vậy cháu thấy đấy nên lên đây nó ngủ như vậy mày nhất trí chứ nó ngủ ở trên đấy với mày như vậy nhớ nữa làm sao gái ta không nhất trí đâu nên là nếu mà mày làm hoàng tử tế thì mày tối đến mày tìm hiểu xong rồi mày cho nó về này không cho nó về để nó ngủ qua đây tắm cái gì bọn cháu yêu nhau là người chứ bố mẹ cháu cũng biết cả mà ai như thế mà biết như thế nào mà yêu nhau bố mẹ cháu cũng biết bố mẹ cháu cũng đồng ý để cho Hoài đến nhà cháu mà biết như thế nào mà đàng hoàng coi như là bây giờ chúng mày đi lén lúc với nhau xong đầu đến lúc xảy ra chuyện thì chúng mày thì ai chấp nhận cho chúng mày chứ có phải còn cháu yêu nhau kiểu lén lúc giờ bố có mẹ đâu bố mẹ cháu nhưng đàng hoàng chứ nhưng vì lúc có cái gì cháu chịu trách nhiệm với Hoài nên là cô cứ yên tâm thôi cô cứ nói như vậy tốt nhất chỉ là cháu về đi cháu về cô không chấp nhận cháu đâu. Cô không chấp nhận cháu đâu. Ô, giờ anh nhìn xuống với anh đang nói chuyện với cô đuổi theo cái bà vậy. Cô không chấp nhận vì cái thoại như cô nó còn bé, nó còn ít tuổi lắm cháu ạ. Cháu không cảm vậy, cháu yêu thế nào tuổi. Giờ thì cháu lớn rồi. Cũng 20 tuổi rồi mà cháu cũng đến tuổi lấy vợ lấy chồng rồi. 20 tuổi lập gia đình được rồi cô. 20 tuổi thì bây giờ nó người yêu chưa có vốn có liếng gì nó chưa có đi làm ăn được cái gì mà nó có cái gì tất cả mà bây giờ bảo đi lấy chồng hai bàn tay trắng về cháu coi như là bố mẹ cháu không nhất trí là bố mẹ cháu không cưới chứ thì lúc đấy con gái con đứa không ai nhớ mà cũng coi là thì chúng mày cái vấn đề đấy thì cái vấn đề đấy thì cô yên tâm bố mẹ cháu đồng ý hết rồi không cô chưa gặp bố mẹ cháu cháu chưa gặp bố mẹ cháu rồi còn đợt vừa rồi nên cô không ở nhà nên là cháu chưa nói chuyện được với cô thôi cháu ạ cháu cứ đi về đi cô không nhất trí đâu đi về thẳng đi ra đi mày đã đi về trong nhà đi cô không nhất trí đi
xem là như thế nào đã, xong là lúc đấy tao nhất trí con mày mày vào trong nhà đi, còn nó về đi hết, và tao lên trên đấy tao hỏi dân làng xem là nó là con người tử tế đấy xem như thế nào đã, thì tao nhất trí ra rồi. Anh ấy tử tế thì cháu mới yêu anh không tử tế đấy là một mày nói không, còn bây giờ tao chỉ hỏi cô phải tác hợp cho bọn cháu đến với nhau, nhưng cô lại cứ bảo là còn còn cháu yêu nhau bố mẹ cháu biết không nhỉ, để cháu bảo bố mẹ xuống nói chuyện với cô đấy, hôm mày nói sao nhá, mà mày không giận bố mẹ mày khi nào mày giận bố mẹ mày xuống đây thì nói chuyện với tao tử tế, tao lên đấy tao quản dân đảng thôi, mày là con người tử tế làm ăn hay không, mày là người con người cờ bạc hay là trai gái như nào, tao biết đâu tao tìm được nghiệp thức chuyện lên sao. Cô này, giờ cô đấy cô bảo cô chưa biết như nào mà cô lại bảo cháu nghiện thuốc viện cô. Thì vậy nên là ta phải tìm hiểu đã, thế mà được thì ta mới làm cháu ta cho mày, còn bây giờ tôi chưa biết được như thế nào mà mày cứ. Nếu mà cô đợt vừa rồi cô ở nhà là cháu cũng thưa chuyện với cô rồi. Tao không nói nhiều thôi, tốt nhất là con này đi vào trong nhà không có cháu thì nó cháu còn ở đây, cháu bây giờ cháu cho anh xuống nói chuyện với cô, vậy bây giờ bọn cháu nói chuyện xong rồi cháu về trên đấy. Không về trên đấy được, ở nhà để nuôi cô, lo lắng cho cô. Cô sợ Hoài không ở nhà, không có ai lo cho cô, không có ai chăm cô à? Đúng vậy đấy, bây giờ cô mới có hai mình nó thôi, mà bây giờ nó đi lên đấy nó ở với mày suốt ngày đấy, đi như hôm qua đấy, đi suốt đêm vậy. Sáng ra coi như là tao dậy mò ngấm nấu tí cháo còn đang hưởng ngã kia, mà nó không ở nhà nó cơm cháo cho tao, nó đi qua đêm như vậy, tao làm sao cho nhất trí được. Tao không lo cho nó thì làm sao mà tôi im nó lớn được bằng vậy. Nên là cháu thông cảm vậy, cháu đi về đi. Đi về đi để cho nó bảo nó cháu đi về đấy. Còn khi nào mà cháu nói với bố mẹ cháu nhất trí thì là xuống đây cô gặp bên ngoài ra, là lúc đấy là hai bên gia đình gặp mặt nhau cũng chưa muộn. Nên là cháu thông cảm vậy. Vâng, vậy đấy là cô nói nha, để cháu bảo mẹ cháu là xuống nói chuyện với cô đấy, nên là để bọn cháu qua lại với nhau. Rồi cô lại nói như thế thì tối nay không thì mai là cháu bảo mẹ cháu xuống luôn. Đấy, cái đấy là cháu nói với bố mẹ cháu như thế nào. Nếu bố mẹ cháu nhất trí xuống đây gặp cô đàng hoàng tử tế thì cô mới cho con Hải lên đấy đi lại với cháu. Đằng này con gái con dứa thì mày chả xuống đây, mày đến thì trông chả đi tìm cọc, cọc nó cứ đi tìm trông, như vậy là không có nhất trí. Vâng, vậy thôi cô nói như vậy thì em cứ ở nhà đấy, để anh bảo mẹ xuống nói chuyện với cô. Đấy, lúc đấy lúc đấy thì là cháu đấy nha, đây là cô nói nha, có cả cháu mày, nên là cô nói là cháu bảo mẹ rồi nha, cháu bảo mẹ cháu xuống nói chuyện với cô. Ừ đấy, cô nhất trí như vậy rồi, còn biết nào là cô không cho được đi theo cháu lên đấy đâu. Theo là đấy, mày thấy không, tao nói câu nào không em cứ nhà đi. Vậy cô nói như thế thì chiều nay anh bảo mẹ xuống luôn, mày cứ về đi, mày cứ lên xe về đi, xong rồi mày về mày nói với mẹ mày, với bố mẹ nhất trí cho mày lấy cái ngoài nhà tao thì là không chơi người ta nói nghèo thì là tao bị gặp cho con. Đằng này biết chúng mày như thế nào, tao lên đấy tao cần phải dò la tin tức xem là anh em họ hàng ở đấy xem mình về mày như nào nữa chứ. Đằng này coi như là chúng mày bắt yêu nhau, ai chấp nhận cho chúng mày yêu nhau, bố mẹ mày không ở đây tao biết như thế nào. Vâng, vậy cô nói như thế thôi, em cứ ở tạm đây, em cứ ở dưới nhà mình không ở thì cứ đòi lên đấy ở cái làm sao ở như thế nào. Thôi cô đừng mắng em, thôi để anh về anh bảo mẹ xuống nói chuyện với cô. Đấy, không phải đi vào đấy, không phải. Con mày về đi, mày ra phải. Thôi, con nói đấy thì để cháu về. Anh xuống, mày cứ từ từ. Cháu về đây cô ạ. Ừ, mày về đi.